Cho con hỏi như thế nào là thành đạt thiện nam tử? Thì chúng ta quay lại cái tăng chi. Tăng chi thì chương năm pháp thì Đức Thế Tôn có nói như thế nào? Này các tỷ kheo, một nam cư sĩ là hàng ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ, thế nào là năm? Có lòng tin, có giới, không đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt, không tin tưởng điều lành dữ mà tin tưởng ân nghiệp, không tìm kiếm ngoài tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. Tức là như thế nào? Một là có niềm tin nơi Tam Bảo nè, và hai là không có xem bói toán, đặc biệt là ba cái ngày tốt ngày xấu. Ba là không có xem là cái điềm lành điềm dữ, mà thay vào như thế thì tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Rồi cái nữa đó là không có tìm kiếm bất kỳ một đối tượng nào khác để mình thờ mình theo hết trơn, mà chỉ có Tam Bảo là đối tượng để mình nương nhờ, và chỉ có Tam Bảo là đối tượng để mình ưu tiên trong cái chuyện là mình phục vụ, mình cúng dường. Như sư nói là một số người cũng mang danh là Phật tử nhưng cũng đi cái miếu ông nọ bà kia thì không rơi vào trong cái nhóm này được nha. Tức là hàng xịn, nam cư sĩ mà xịn không rơi vào cái nhóm này được. Và không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ thêm gì về cái câu hỏi này không? Dạ, cũng cảm ơn Đại Đức Hành Tại trích dẫn trực tiếp từ trong chánh tạng của Tam Tạng Bali. Dạ, ở đây thì sư cũng xin đóng góp thêm không? Là như là Đức Phật giảng cho ông Mahanama đó, một người cư sĩ của Tập Thích Ca đó, về người cư sĩ mà Phật tử mà lý tưởng đó, ở trong tương ưng. Thì thứ nhất là có năm yếu tố này, nhất là quy Tam Bảo, thứ hai có giới đức, thứ ba là có lòng thành tín đối với Phật, thứ tư là có lòng bố thí, và thứ năm là thành tựu trí tuệ, đó là trong tương ưng. Đồng thời á, ở trong Milinda vấn đạo á, thì ngài Nagasena ngài cũng nói lên 10 cái đức tính dành cho người cư sĩ. Như vậy đức tính đó là gì? Đó là người cư sĩ có nên có một đức tính như vậy. Thứ nhất là cùng vui cùng khổ với hội chúng, thứ hai có pháp là chủ, thứ ba là yêu thích việc san sẻ tùy theo khả năng, thứ tư là sau khi thấy sự suy đồi ở giáo pháp của đức chiến thắng thì nỗ lực cho sự phát triển, thứ năm là người có chánh kiến xa rời lễ hội náo nhiệt, không tuyên bố theo các giáo chủ khác, thậm chí vì nguyên nhân mạng sống, thứ sáu là thân và khẩu của người này được gìn giữ, thứ bảy là có sự vui thích trong sự hợp nhất, ưa thích sự hợp nhất, là người không ganh tị và không thực hành giáo pháp theo một cách dối trá, thứ tám là đã đi đến nương nhờ Đức Phật, thứ chín đã đến nương nhờ vào giáo pháp, thứ mười là đã đi đến nương nhờ vào hội chúng tăng. Đó, thì đây là 10 đức tính mà cao thượng mà này Nagasena trả lời cho vua Milinda. Dạ, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.